Đạo tặc, dám rút kiếm trước mặt ta nữa sao? Một nhát chuẩn xác, liên tiếp ra đòn quyết liệt. Liễu Sinh kiếm pháp, ngươi là ai? Sao lại biết Liễu Sinh kiếm pháp của Đông Doanh? Tên chân nhắn thấp bé không biết trời cao đất dày, dám ở trước mặt Chu Gia Gia này múa Liễu Sinh kiếm pháp à? Hôm nay nếu không dạy dỗ ngươi một trận thì ngươi sẽ không biết tổ tông ngươi là ai. Hôm nay tha cho ngươi một mạng, quay về giang hồ xuyên đi. Chờ khi ngươi học xong toàn bộ tân âm lưu, đồ hãy quay lại đấu với ta. Biết. Bạch ban chủ đi đường vất vả rồi. Làm phiền tứ gia tới đây, đa tạ. Ban chủ mời. Mời. Hôm nay gấp gáp, hẹn ông tới chỗ này là Trần đà chủ có chuyện muốn thương lượng. Trần tổng đà chủ tới rồi. Sắp tới rồi. Nghịch tặc của thiên địa hội. Thức thời thì đi theo ta một chuyến, nếu không thức thời, giết không cần hỏi. Tên chó săn này, có chiêu thức gì ngươi sử dụng hết đi. Hôm nay tứ gia sẽ cùng luyện với ngươi. Đúng vậy. Hôm nay chân tay của ta rất ngứa ngáy, đang muốn thư giãn gân cốt một chút. Tới đi. Được chưa? Để tôi.
Bàn chủ, tình hình có biến. Ông đi trước đi, tôi báo cho tổng đại chủ. Tứ gia. Lên ngựa đuổi theo. Thiết Bưu. Sư phụ. Sư phụ, có chuyện gì vậy? Con mới đi đâu về? Con mới ra ngoài đi dạo một chút. Đá ta một cái. Hả? Sư phụ ạ, chuyện này... Đá. Ồ. Ta nói với con bao nhiêu lần rồi. Ta dạy võ công cho con là để thân thể khỏe mạnh, không phải để xen vào chuyện giang hồ. Sư phụ ạ, lúc nãy ở trên đường, cô thấy cả một đám người ăn hiếp hai ông già. Cô thực sự cảm thấy rất chướng mắt. Sao họ có thể làm như vậy? Cho nên cô mới... Được rồi, không cần nói nữa. Sư phụ. Đại sư ra tay không thấy tay, quyền đánh tới không biết. Thân trí tương thông, hôm nay khiến cho Cận Nam mở rộng tầm mắt. Trần đà chủ, cất bước như mèo đi, vận động như kéo tơ, lão nạp cũng thấy tràn đầy cảm xúc. Đại sư quá khen. Đại sư võ công cái thế, nhưng không màng danh lợi. Cận Nam đã gặp tiền bối tri kỷ, cả đời không tiếc.
Trần đại chủ quá khen rồi, chúng ta qua bên này nói chuyện. Mời. Thiết Bưu. Sư phụ. Chào Trần đại chủ đi. Trần đại chủ. Trần đại chủ mời. Sư phụ mời. Trần đại chủ có chuyện gì tới thăm Hàn tự, xin cứ nói thẳng. Đại sư tuệ tâm hơn người, Cận Nam thực không dám giấu. Mời nói. Gần đây Thiên Địa Hội nhận được mật báo, Hoàng Thúc A Nhĩ Thái bắt đầu hành động. À, mời. Ông ta đã chuẩn bị quân phí để khởi nghĩa, dự định sẽ hợp tác với lại người Nhật Bản. Người Nhật Bản? Người Nhật vì muốn có được bản đồ phòng thủ ở bên bờ biển, đã ra giá 3 triệu lượng vàng. Có vẻ như Hoàng Thúc muốn bán nước rồi. Trần Đà Chủ có dự định gì? Cận Nam dự định tập hợp người của Thiên Địa Hội, lấy lại tấm bản đồ bí mật quốc phòng này. Đúng vậy. Tấm bản đồ đó nếu như vào tay của người Nhật Bản, hậu quả sẽ khó lường. Đúng vậy. Mật báo đáng tin không? Vô cùng đáng tin. Nghe nói sẽ giao dịch trong mấy ngày này. Đại sư à, vì nước vì dân, Thiên Địa Hội và A Nhĩ Thái chắc chắn sẽ khó tránh khỏi cuộc chiến đẫm máu. Trận chiến giữa Thiên Địa Hội và A Nhĩ Thái chắc chắn sẽ làm tổn thương rất nhiều chúng sinh. Đại trưởng phu có điều nên làm và không nên làm. Vì đại nghĩa của dân tộc chỉ có một lựa chọn. Trần đại chủ à, lão nạp bị mù hai mắt, đi lại bất tiện, không thể giúp cho Thiên Địa Hội một tay được rồi. Thực sự thấy vô cùng hổ thẹn. Đại sư quá lời rồi. Lần này Cận Nam đến đây có thể thăm hỏi đại sư cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Trần đại chủ à, lần này xuất chiến tuyệt đối phải đề phòng người Nhật Bản. Bọn chúng đang ở gần đây. Hơn nữa võ công cũng rất tinh nhuệ. Người Nhật đang ở gần đây sao? Không giấu gì cậu, lão nạp cũng đã có giao đấu với bọn chúng rồi. Thật không ngờ hành động của họ lại nhanh như vậy. Bây giờ đã tới Linh Ứng Tự rồi. Trần đại chủ cũng đã phái người lên núi nghe ngóng rồi phải không? Cận Nam đã điều tra được. Hắc y cao thủ A Nhĩ Thái phái đi đã xuất hiện dưới chân núi rồi. Xem ra giao dịch giữa A Nhĩ Thái với người Nhật Bản là ở gần khu vực Linh Ứng Tự. Đi đi, ra khỏi cổng núi này rồi, con đừng bao giờ về đây nữa. Sư phụ à, người hãy đi cùng với con đi. Dám trái lời sư phụ sao? Đứng lên. Còn nhớ bí quyết võ công ta đã dạy con không? Còn nhớ. Nói. Thứ nhất là tĩnh tâm thính. Thứ hai là hợp thực cương. Ý lĩnh khí, khí tùy ý. Chỉ cần có thể tâm thần hợp nhất thì mới đạt được trạng thái nhất quán trên dưới, bên trong bên ngoài. Mau xông vào. Tâm tức thị vật.
Hòa thượng bên trong nghe đây, lệnh cho các ngươi mau giao ra Bạch Ngọc Bình. Nếu các ngươi không giao ra thì ta sẽ đốt ngôi miếu này của các ngươi. Lên! Lên! Khoan đã, Bối Lạc Gia, Bạch Ngọc Bình đó hãy để cho Tử Lân thượng nhân này đi lấy đi. Tên mù kia, thật không ngờ là ngươi vẫn không chết mà còn luyện được công phu cao thâm tới như vậy. A-di-đà-phật, cuối cùng ngươi cũng tới rồi. Thích Trí à, niệm tình chúng ta là huynh đệ đồng môn, chỉ cần ngươi giao nghịch tặc Trần Cận Nam ra đây, ta sẽ không làm khó cho ngươi đâu. Ngươi muốn gặp Trần Cận Nam dễ thôi, hắn trên đường xuống Hoàng Tuyền đợi ngươi đó. Ngươi nói Trần Cận Nam chết rồi sao? Vậy được, đưa Bạch Ngọc Bình ra đây cho ta. Bạch Ngọc Bình đang ở đây, có bản lĩnh thì qua đây mà lấy. Tên mù kia, năm đó tha mạng cho ngươi là ta từ bi. Hôm nay ta sẽ đưa ngươi xuống Hoàng Tuyền, coi như ta trượng nghĩa. Thích Trí, nghe nói 20 mấy năm qua ngươi khổ luyện công phu để đối phó với ta. Ngươi nghĩ thế nào? Xuất chiêu đi. Quả nhiên là cao thủ. Bắn tên! Bối Lạc Gia, không thể bắn tên được. Không thể bắn tên. Không thể bắn tên. Dựa vào ngươi, tự xưng bản thân là Tử Lân thượng nhân, ta thấy Tử Lân hạ nhân thì đúng hơn. Bắn tên! Bố Lạc Gia, ngài không thể bắn tên được. Tôi đã đợi hắn 20 mấy năm rồi, vì tôi muốn quyết đấu một trận sống còn với hắn. Bối Lạc Gia! Bối Lạc Gia!
Là Thiết Bưu tiểu sư phụ à? À đúng rồi, ta chính là bạn thân của Thích Trí đại sư và Trần đà chủ. Đều là thiên địa hội liên lụy Linh Ứng Tự và Thích Trí sư phụ. Tiểu sư phụ có biết tung tích của Trần Cận Nam không? Làm sao tôi có thể tin tưởng ông được? Tôi nghĩ Thích Trí sư phụ có nói cậu biết hàm ý của động tác này rồi. Thích Trí sư phụ nói Trần Tổng Đà Chủ đã được an táng dưới gốc cây Bồ Đề ở Hậu Sơn. Ta nhất định sẽ báo cho Càn Khôn trưởng lão và các huynh đệ của thiên địa hội tới gốc cây Bồ Đề để tế bái. À phải rồi, lão hủ có việc phải làm, phải đi trước một bước. Tiểu sư phụ phải nhớ bảo trọng, sau này chúng ta gặp lại. Bối Lạc Gia tìm được Bạch Ngọc Bình rồi. Người to gan lắm. Xin Bối Lạc Gia tha tội. Tiểu nhân nhận chỉ thị từ cung bổn Thắng Nam Nhật Bản, nhiều lần đã đến Dương phủ để bái kiến Bối Lạc Gia nhưng đều bị từ chối. Tiểu nhân chỉ đành ra hạ sách này, dụ Bối Lạc Gia ra khỏi Dương phủ. Cung bổn Thắng Nam rất lo lắng chuyện cướp bản đồ phòng thủ bờ biển. Chuyện này hệ trọng rất lớn, cung bổn Thắng Nam hy vọng sẽ được bàn trực tiếp với Bối Lạc Gia. Mai mời cung bổn tiên sinh tới Dương phủ làm khách. Đa tạ Bối Lạc Gia. Giận Nhi, nghe nói con đem công văn đưa về phủ rồi sao? Bọn họ đều mặc thường phục, không ai nhận ra bọn họ là người của Đông Doanh. Người Đông Doanh có chút xíu tính tình hẹp hòi, không có gì tốt lành. Con cũng phải cẩn thận nữa. Dạ A Mã. Sao hôm nay A Mã tâm trạng tốt như vậy, ra ngoài dùng bữa vậy? Người ở trong cung đều biết con đang điều tra Trần Cận Nam. Làm rất hay. Con làm cho ta đỡ mày nở mặt đó hả? Đáng tiếc là vẫn chưa tìm thấy bản đồ biển. Không phải là con đang tìm sao? Gấp gáp cái gì? Nghe nói là còn ra giá này với bọn họ nữa. À mà, ra giá là để chuẩn bị kinh phí cho quân đội. Vậy thì nên tăng gấp đôi. Hey, đây là đồ độc nhất vô nhị, muốn mua cũng đâu thể theo giá này chứ hả? Lại xin thỉnh an hoàng thúc. Ta khấu tội gan, muốn chết sao? Cung bổn chiếu theo luật lệ đại thành, bắt cóc hoàng tộc là tội chém đầu cả nhà đó.
Hoàng Thúc bán bản đồ biển Đại Thanh. Đó là tội tru di cửu tộc. Thật ra thì ta chỉ muốn để xe ngựa của Hoàng Thúc vất vả một chuyến, chuyển số trương này của ta tới chỗ ta ở. Sáng ngày mai ta sẽ giới thiệu huynh vào ban muối. Với sức của huynh không tới 3 năm, vị trí lão đại đứng đầu chắc chắn về tay. Không cần đâu. Ở kinh thành không có người giúp đỡ, thật sự rất khó ngồi lên. Ta cũng không hề có ý định ở lại đây lâu. Vậy huynh không thân không thích tính đi đâu chứ? Ta cũng không biết nữa. Nè, bỏ lên. Bỏ lên. Nhìn lên nữa. Đồ ăn Hải. Hải tới rồi hả? Sớm vậy. Là tới rồi. Làm gì? Làm việc. Tới rồi hả? Dạ. Đại ca, giới thiệu cho huynh, đây là bằng hữu của đệ. Huynh có thể để hắn ở đây giúp đỡ huynh làm kiếm ít tiền không? Mong huynh nhận cho. Huynh đệ ruột hả? Vậy thì không phải. Không hiểu quy tắc, biến. Đại ca, là vậy. Bằng hữu của đệ sức khỏe tốt, còn biết võ công nữa. Một mình chấp 7-8 người cũng không thành vấn đề. Mình hắn đánh 7-8 tên. Giữ mặt với ta. Đại ca, đệ nói thiệt mà. Thả ta ra ngay. Chán sống rồi, thả ra. Bỏ đi. Lùi lại, ta không thả thì sao? Đau. Lấy tiền lại đi. Bỏ đi. Đau. Chúng ta đi. Nè. Bắt chúng lại. Đánh chết cho ta. Mọi người bình tĩnh đi. Đừng đánh mà. Đi. Đuổi theo. Đứng lại. Không được chạy. Đứng lại. Tiệm dệt may Cổ Hiên, tạp hóa Vinh Sương. Mà. Tới rồi à? Con có chuyện gì nói nhanh lên. A Mã, hai nhi bảo vệ bất lực làm A Mã kinh sợ. Kinh sợ?
A Mã trong mắt của con là tên nhát gan như vậy à? Hả? Chúng nó Hài Nhi nhất định dạy dỗ đàng hoàng, đấm tật khấu đó. Con nên làm vậy lâu rồi. Hả? Chúng nó Hài Nhi nhất định sẽ dạy dỗ cẩn thận đám quỷ lùng khốn kiếp đó. Ê, đã đến lúc phải dạy dỗ cho đám quỷ lùng khốn kiếp đó, dạy cho bọn chúng cách làm việc rồi. Hài Nhi ngu dốt, kính xin A Mã đừng trách tội con. Số rương của cung bổn đem đi rồi sao? Số rương đó đem đi rồi. Còn Giang thì vẫn ở trong phủ. Ê, nếu như mà hoàng thượng biết được còn không chém đầu của A Mã người hả, ta không bằng 300 lượng vàng của người hả? Hả? A Mã, Hài Nhi biết rồi. Cho dù bọn Đông Doanh bị hù mất mật thì bọn chúng cũng không dám tiết lộ chuyện này ra đâu. Chuyện này thì ta đã có tính trước hết rồi. Ha, muốn bản đồ phải đưa thêm ta mấy trăm lượng vàng nữa. Được rồi, đi đi. Dạ. Tiểu Cao ơi, Tiểu Cao, bằng hữu ngươi không phải đánh rất giỏi sao? Ta cũng khiến ngươi nếm được cảm giác bị bẻ tay. Đánh đi, đánh đi. Kiều hắn tới đánh ta đi. Tới đánh ta đi. Đau đúng không? Đáng đời. Đâu? Hắn ta đâu? Thiệt bộ. Thả người ra. Gan cũng lớn quá ha. Thả hắn ra. Người nói gì? Thả hắn ra. Mà tao nghe không có rõ. Người mới nói gì á? Thả hắn ra. Ta nghe không rõ. Dừa tay. Được lắm tiểu tử, con nghĩa khí lắm, hợp ý ta lắm. Ta không làm khó người nữa. Người đi đi. Thả người ra. Thả người? Thả người đơn giản thôi, nhưng mà ngươi trong vòng 3 chiêu phải đánh thắng hắn cho ta. Tiểu tử, đánh lén không phải là hảo hán đâu. Lần này không tin. Thả người ra. Thả người? Trong vòng 3 chiêu, nếu người đánh thắng hắn ta, ta nhất định thả người. Nhưng mà nếu như thua. Đi. Đứng lại. Ta đã thắng rồi mà. Đi thì cũng được thôi, nhưng mà lần này á, người phải đi với ta trước. Đi. Lợi hại thiệt đó. Phải rồi, phải công nhận hắn lợi hại thiệt. Võ công của hắn lợi hại thiệt. Người không đánh hắn đi. Võ công cao quá. Đúng rồi, võ công hắn lợi hại quá. Mau ra đi, nín thở dưới nước rất khó chịu.
thỉnh an Bối Lạc Gia. Với bộ dạng như vậy mà thỉnh an cái gì? Cung bổn tiên sinh có chuyện muốn thương lượng với ngài. Thương lượng thôi mà, cần gì bắt ngươi phải giả làm tôm làm cá chứ. Xin Bối Lạc Gia cho biết thời gian và địa điểm gặp cung bổn tiên sinh để thương lượng. Ở đây, ngay bây giờ. Cá nướng ngon quá. Có gì mau nói đi. Theo tin tức tin cậy chúng tôi có được, mấy ngày nay Thiên Địa Hội sẽ có một cuộc tụ họp lớn. Lúc nào ở đâu? Hiện giờ vẫn chưa rõ, chỉ biết được tàn dư ở khắp nơi đã tới kinh thành để tụ họp rồi. Vậy thì sao chứ? Bạch Ngọc Bình và tấm bản đồ bây giờ đang ở trong tay của người của Thiên Địa Hội. Nhưng đại hội lần này không những phải đoạt lại tấm bản đồ, hơn nữa ngài cũng có thể tiêu diệt hoàn toàn tàn dư của Thiên Địa Hội. Nếu vậy ông đi cướp đi. Nào dám, chuyện này phải nương nhờ vào quyền thế của Bối Lạc Gia. Vậy còn nói nhảm làm gì chứ. Không ổn, có biến rồi. Bạch Ban Chủ không dắt bọn nhỏ rút lui trước đi. Các con, rút lui, mau lên, mau lên, rút lui, rút lui, rút lui, nhanh lên, nhanh lên, mau, đi thôi. Các vị huynh đệ, đi đi con. Đã có biến, xin mọi người mau chóng rút lui, xin hãy bảo trọng. Mau lên, mau lên, rút, rút, rút đi, rút rồi. Đội tiên sinh, bên kia cũng có quân thanh. Đi mau, mau lên, mau chạy đi. Nhanh lên, mau, mau lên, rút đi, mau rút vào rừng, mọi người chia ra chạy, mau lên, chạy mau, chạy mau. Mau lên, mau lên, mau lên, mau lên, mau lên, chạy đi, chạy đi, mau lên, mau lên, nhanh lên. Hẹn ngày tới ngộ, hẹn ngày tới ngộ. Bảo trọng, bảo trọng. A Di Đà Phật. Mau, mau lên, mau lên nữa. Linh Tiểu, mau đuổi theo. Mau lên, mau lên. Dừng lại. Mau, núp xuống. Mau. Chà, chà, chà.
Bên đây. Chạy. Nhị Mau đâu? Nhị Mau. Hả? Bạch Bán Chủ. Bạch Bán Chủ bị thương rồi. Nhị Mau, con có sao không? Con không sao. Các con có dạ bị thương không? Dạ không. Hả? Dạ không sao. Ông bị thương rồi.
chúng ta mau chạy đi. Đi thôi, đi thôi. Sư phụ, đi, còn đỡ sư phụ. Sư phụ, đi thôi. Tiên sinh, tiểu sư phụ, các người chạy trước đi, tôi sẽ yểm hộ. Tiểu sư phụ, lần nào gặp nguy cũng được tiểu sư phụ giúp đỡ. Bạch Hạc Lĩnh xin đa tạ cậu. Nhờ cậu đưa tiên sinh và bọn nhỏ đi trước, tôi yểm trợ cậu. Tiền bối, đừng nói nhiều nữa, mọi người mau chạy đi, tôi yểm trợ cho. Được rồi, tôi... được rồi, đừng giành nhau nữa. Tiểu sư phụ, cậu dắt theo Nhị Mao Thiên Hồng và Đỗ Lão Đại. Anh em Đinh Gia thì chăm sóc cho Bạch Bàng Chủ. Chúng ta chia thành nhiều đường để mà rút lui. Nếu ngươi tìm được bản đồ biển của Đại Thanh thì mau đưa nó cho ta, ta sẽ thả ngươi ra. Chỉ cần ngươi thả ta ra, ta sẽ giết ngươi đầu tiên. Hòa thượng chân ngắn à, ngươi đúng là thứ tâm địa độc ác mà. Chuyện này không liên quan tới ngươi. A-di-đà-phật, ngươi cứ bắt hắn đi đi. Thiệu phủ. Tiết Bưu, để thật lòng coi huynh là bạn, nhưng huynh không có nghĩa khí một chút nào. Huynh đừng có mà đánh trống lảng. Để biết tối hôm qua huynh không có ở đây. Để muốn nói gì thì vào nhà rồi nói. Vào nhà rồi nói. Để ý, Đỗ Lão Đại, Thiên Hồng, mau ra ngoài đi. Thiên Hồng ra ngoài đi. Người trong giỏ khó chịu lắm hả? Có sao không Thiên Hồng? Nhị Mao, ê Thiên Hồng, ta không biết người này là ai. Cậu ta là người mới tới gánh hát hả? Ừ, huynh ấy mới tới. Ta tên Nhị Mao. Ta tên Thiệu Dương. Chúng ta vào trong nhà rồi nói tiếp. Xin mời. Xin mời. Nè, để không nói chuyện này với nương tử của đệ đó chứ, coi chừng lại rắc rối đó nha. À đúng rồi, đệ sẽ đi ngay. Vậy huynh đưa họ vào nghỉ ngơi đi, để đi bàn bạc với nương tử. Ừ, đi đi. Nè, vào nhà đi. Đi. Dương Nhi. Túc Dân, Túc Dân, Túc Dân, tiểu mau ngồi xuống đi. Tiểu ngồi xuống trước đi. Hả? Sao vậy? Có chuyện gì? Túc Dân của đệ ơi, hôm nay đệ rất muốn mời bạn bè về nhà của đệ chơi, có được hay không? Lại là đám bạn lông bông chứ gì, còn mời tới tận phủ nữa hả? Không được. Không phải là đám lông bông, mà là gánh hát. Tỷ cũng biết họ mà Túc Dân. Hơn nữa họ cũng từng cứu mạng đệ mà. Trời ơi, Túc Dân à, chẳng lẽ tỷ không đồng ý? Tỷ sẽ đồng ý có đúng không? Túc Dân. Vậy tối nay vị nam tử hán đại trượng phu này phải bóp chân cho tỷ đó nha. Được, 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 được. Ê. Sư phụ, nước nè. Sư phụ. Có nước rồi. Sư phụ à. Sư phụ, người tỉnh lại đi. Người tỉnh lại đi mà. Sư phụ, đây là nước đinh đại múc cho người. Sư phụ. Đừng khóc. Đừng khóc.
Sư phụ chưa chết đâu. Sư phụ, người phải cố lên. Đợi người uống nước xong, con và Đinh Tiểu sẽ liều mạng mình để cõng người về nhà. Đừng nói bậy. Không được nói bậy. Các con nhớ, mạng của các con nó quý giá hơn sư phụ. Các con kệ ta đi. Các con đi coi thử Thiên Hồng, Đỗ Lão Đại và Nhị Mau sao rồi. Nói với Thiên Hồng nhất định phải chăm sóc tốt cho Nhị Mau. Sư phụ, con... Nghe lời ta. Đi đi. Con biết rồi sư phụ. Huynh trở về đó coi thế nào, để ở đây lo cho sư phụ đi. Nếu sư phụ xảy ra chuyện gì bất trắc, huynh sẽ không bỏ qua cho đệ. Đinh Đại, nhớ cẩn thận. Cúc. Tại sao bối Lạc Gia lại tức giận như vậy? Ý, đây là ai vậy? Đương nhiên là người của Thiên Địa Hội. Bối Lạc Gia, xin cáo từ. Ta nhớ ra rồi, ngươi chính là Hắc Tứ Gia Hắc Đại Nhân của Thiên Địa Hội. Hắc Tứ, bái kiến Bối Lạc Gia. Hắc Tứ Gia, nếu nhìn vào hai chữ Tứ Gia thì có thể coi chúng ta là người một nhà. Ừ nè, không dám. Hắc Tứ không dám. Nhật Nguyệt, cởi trói cho Tứ Gia đi. Dạ. Đà tạ Bối Lạc Gia. Tứ Gia, mời ngồi. Ừ, Hạc Tư không dám. Hạc Tư không dám. Tứ Gia, cái bình ngọc đó... Bẩm Bối Lạc Gia, cái bình ngọc đó đã trở thành tro bụi rồi. Trở thành tro bụi? Đúng vậy, lúc Bối Lạc Gia phóng hỏa đốt linh ứng tự, cái bình ngọc đó và Thích Trí sư phụ đã hóa thành tro tàn luôn rồi. Nói chuyện với Tứ Gia cứ dòng do Tam Quốc khiến cho ta mệt quá đi. Hả? Hả Tứ Gia, ta không quan tâm tới bình ngọc. Thứ ta cần là bản đồ biển. Ờ, đúng rồi. Bẩm Bối Lạc Gia, có lẽ thứ ngài cần vẫn còn. Nó ở đâu? Trong tay con trai Trần Khẩn Nam. Nó bao nhiêu tuổi? Tên là gì? Khoảng 12-13 tuổi. Tên thật là Trần Gia Đống. Các ngươi nghe rõ chưa? Làm phiền Tứ Gia nói lại thêm một lần. 12-13 tuổi, nó tên là Trần Gia Đống. Bắt toàn bộ con nít tầm 12-13 tuổi trong kinh thành tới đây hỏi từng đứa một. Nghe rõ chưa? Dạ rõ. Còn không mau đi. Huynh không cần làm như vậy. Bây giờ ngồi chờ ở đây an toàn hơn bất cứ chỗ nào mà. Huynh khỏi phải diễn cớ hay là mượn lý do gì hết. Huynh chỉ là đang nhát gan, tham sống sợ chết thôi. Không phải ta tham sống sợ chết, mà là vì ta khác với người khác, ta không thể chết được. Huynh không giống với người khác. Huynh cũng đã nhìn thấy rất nhiều thúc bá đã hy sinh tính mạng của mình để bảo vệ cho Huynh. Nếu Huynh còn tiếp tục ở đây thì Huynh đúng là đồ vô lương tâm. Bởi vì có rất nhiều thúc bá đã hy sinh tính mạng bảo vệ cho ta, cho nên ta nhất định không thể chết được. Nếu như Huynh chết thì tất cả mọi người đều không sao nữa. Huynh tưởng ta chưa từng nghĩ tới chuyện đó sao? Nếu như ta chết mà tất cả mọi người được bình yên thì ta chấp nhận chịu chết mà. Huynh... Đúng rồi. Hai người đừng có cãi nhau nữa. Bây giờ quan trọng nhất là tìm sư phụ và huynh đệ Đinh Tiểu. Hai người cãi nhau thì được cái gì chứ? Thiên Hồng, đi. Làm gì vậy? Huynh muốn đi đâu? Chúng ta chỉ có hai người. Bây giờ ngoài đường đầy binh lính, lỡ như bị bắt thì phải làm sao? Ta không đi. Muội không đi phải không? Muội binh hắn ta. Được. Ta không có bên ai hết. Huynh thích thì huynh đi đi. Ta không đi. Muội không đi. Được. Muội không đi chứ gì. Ta đi. Ê, Đỗ Lão Gia, đi đâu vậy? Đệ muốn trở về gánh hát để tìm sư phụ và đám Đinh Tiểu, Đinh Đại. À,
Các đệ đã ăn no chơi đã rồi, đệ nên tiễn ba người bạn của đệ về nhà đi. Trời ơi, tỷ đừng có tính toán chi li như vậy chứ. Chỉ là thêm ba miệng ăn, thêm ba đôi đũa thôi mà tỷ. Tỷ cho họ ở thêm mấy ngày đi. Tỷ nói cho đệ biết, hôm nay không thể để họ ngủ lại Thiệu phủ được đâu. Đệ Thiệu phủ, Thiệu phủ. Chữ Thiệu đó là Thiệu trong Thiệu Dương, cho nên trong Thiệu phủ đệ họ Thiệu nên đệ có quyền. Tóm lại tỷ đừng có xen vào chuyện này. Tỷ muốn làm cái gì? Hôm nay đệ không muốn đánh lộn với tỷ đâu. Đánh thì đánh, dù sao đệ cũng không đánh lại tỷ. Tỷ nói rồi, hôm nay đệ đừng hòng ý lại tên ở biệt viện. Đệ đi về. Bỏ ra đi. Đệ tự đi. Đinh đại, Đỗ lão đại và đám Thiên Hồng đâu? Thiên Hồng Nhị Mau và Đỗ lão đại còn chưa về hả? Đúng vậy, họ còn chưa trở về. Ai nói ta chưa về? Thiên Hồng và Nhị Mau đâu? Họ ở Thiệu phủ. Đinh Tiểu và sư phụ đâu? Mọi người ra ngoài đi, ta có chuyện muốn nói với Đỗ lão đại. Đi thôi. Đi thôi. Đi thôi. Lại đây. Sư phụ lo lắng cho ba người nên kêu ta về đây coi thử. Bây giờ sư phụ đang ở đâu? Người... Cút đi. Đi thôi. Mau nói đi. Sư phụ chảy rất nhiều máu nên chỉ nằm im. Đinh Tiểu đang ở với sư phụ. Sư phụ đang ở đâu? Ở trên núi. Tại sao đệ và Đinh Tiểu không cõng sư phụ trở về? Ta và Đinh Tiểu không cõng sư phụ nổi. Hơn nữa sư phụ hôn mê mấy lần rồi, nhìn giống như là sắp chết, làm bọn ta rất lo lắng. Mau đi thôi, chúng ta đi tìm Thiên Hồng rồi cùng đưa sư phụ trở về. Đi thôi. Đi. Sao vậy? Đỗ lão đại và Đinh đại dắt Thiên Hồng đi rồi. Đi đâu? Nghe họ nói là đi gặp sư phụ đó. Bạch ban chủ hả? Ừ. Đinh đại còn nói Bạch ban chủ bị thương rất là nặng. Họ có nói là đi đâu không? Hình như là trên sườn đông của hẻm núi Long Khánh. Thiết Bưu đại ca à? Ta muốn nhờ huynh giúp ta một chuyện. Để nói đi. Trên đường đi, nhờ huynh hỏi thăm tung tích nghĩa phụ của ta. Lỗ Bác là nghĩa phụ của đệ sao? Ừ. Không biết ông ấy sao rồi. Nè. Ôi, sư phụ của mấy đứa ở đâu? Đi nói với ổng, người của triều đình sắp tới bắt ổng rồi. Tại sao người của triều đình không bắt ông? Ngươi. Đây là cấm địa, người là cấm vào. Ừ nè. Trong mắt của đám con nít này thì ông chính là người lạ. Các người cầm gậy gộc làm cái gì? Nào, bỏ xuống đi. Nếu các ngươi chịu nghe lời của ta thì ta sẽ mua đồ ăn ngon cho các ngươi.
Còn nếu như không nghe lời, nhìn thấy chưa, đây chính là hậu quả của việc không nghe lời. Ngươi còn đứng đó làm cái gì? Còn không mau lên núi lục soát đi. Theo ngươi, mấy đứa nhóc kia bao nhiêu tuổi? Quỳnh thấy bọn họ không? Ừ. Nếu như lát nữa không chạy thoát, chúng ta chia ra chạy. Đi thôi. Ba mươi sáu. Lớn hơn cả ta hả? Quá đáng. Nè, các ngươi lại đây. Nói cho hắn biết, các ngươi bao nhiêu tuổi? 12 13 11 Coi như ta thắng. 36 thật sao? Được rồi, coi như ta xui xẻo. Mấy đứa các ngươi ngoan ngoãn ngồi ở đây, ai không nghe lời sẽ bị đánh nát mông. Mau lên, nhanh lên. Mau ngồi xuống đi. Chạy. Ê, đuổi theo. Đứng lại. Muốn chạy hay sao đi hả? Còn thiếu một đứa, mau đuổi theo. Dạ. Đi theo ta. 36 phải không? Đã hại ta thua cuộc còn dám bỏ chạy hả? Đi. Thiết Bưu, Thiết Bưu, Thiết Bưu à, Thiết Bưu, chuyện gì vậy? Đỗ lão đại, Thiên Hồng và Đinh Đại bị bắt rồi hả? Ranh con, ngươi chạy cũng nhanh lắm. Người nào mà to gan như vậy, dám tự ý xông vào Thiệu phủ? Ôi trời ơi, không ngờ ở đây có nhiều con nít ranh dữ vậy nè. Nè, bổn thiếu gia đang nói chuyện với ngươi đó. Đây là nhà của quan hình bộ tam phẩm, các ngươi còn không mau cút. Ranh con, muốn nói gì thì tới Dương phủ nói với Bối Lập gia. Chạy mau, không thể chạy. Bắt chúng về cho ta. Rõ. Mau thả để xuống. Mau bỏ kiếm xuống. Giải bọn chúng đi. Đi mau. Người đó còn non lắm. Ngươi. Tại sao đệ lại không nhìn thấy huynh? Binh lính sắp tới đây rồi, chúng ta hãy đưa sư phụ đệ tới nơi an toàn trước cái đã. Đi thôi. Đi.
nè. Sư phụ. Sư phụ. Sư phụ à. Sư phụ, đây là Thiết Bưu ca. Đây là sư phụ của đệ. Ê, đừng nói chuyện nữa. Ê, Tiểu Đinh à, lát nữa trên đường đi, dù có xảy ra chuyện gì, đệ cũng phải theo sát ta, đã rõ chưa? Ừ. Đi thôi. Cẩn thận nha sư phụ. Thiết Bưu ca cẩn thận. Bọn họ chưa phân trắng đen đúng sai đã bắt nhóm của Dương Nhi đi rồi. Nhóm à? Ngoài trừ Dương Nhi còn ai nữa? Còn một đứa bé tên là Nhị Mau. Nhị Mau? Con cái nhà ai? Tại sao lại ở chung với Dương Nhi? Chắc là người của gánh hát đó. Chà, Nhị Mau là người bạn mới của Dương Nhi. Tài văn thao võ lược của nó không thua gì Dương Nhi. Con sợ Dương Nhi học hành một mình buồn quá nên mới muốn nó có bạn có bè. Nhưng mà không ngờ nó... Ta biết rồi. Con đừng quá lo lắng. Ta sẽ tới Dương phủ trước Dương Nhi về. Dạ. Chuẩn bị kiệu, tới Dương phủ. Dạ. Đám tập kỹ trên con đó sao rồi? Có ngoan ngoãn không? Ngoan. Dạ ngoan. Ta kêu chúng là đám tập kỹ thì các ngươi nhận ngay. Lỡ trong số chúng có nghiệt tử của Trần Cận Nam thì sao đây? Dạ chúng về bạc tay chúng sẽ khai ra. Hở một chút là đánh đấm, hở một chút là chém giết. Các ngươi có thể nhẫn tâm đánh đập một đám con nít sao? Hả? Đúng là lòng dạ đàn bà độc nhất thiên hạ. Có tin tức của sư phụ bọn chúng chưa? Chưa có. Hát tứ gia làm theo mệnh lệnh của ta rồi mà. Dạ phải.
Hát Tứ Gia có biết mặt của thiếu đà chủ thiên địa hội không? Tại sao các ngươi lại không bắt hắn tới đây? Bẩm Bối Lạc Gia, Hát Tứ Gia đã bị Tử Lân thượng nhân bắt đi rồi. Bọn họ đi đâu? Nghe nói là vào núi lục soát. Ngu ngốc. Đúng là một đám ngu ngốc mà. Một khi tìm thấy Hát Tứ Gia thì lập tức giải tới đây. Rõ. Lùi xuống đi. Trí hư thủ tỉnh. Dương gia, Thiệu Chính, Thiệu đại nhân của hình bộ cầu kiến. À, mời tới trung đường đi. Dạ. Ừ. Thiệu Chính xin thỉnh an hoàng. Miễn lễ, ngồi đi. Thiệu Chính tới không báo trước, có chút đường đột, xin hoàng thúc bỏ qua. Thiệu đại nhân quá lời rồi, có gì chỉ giáo, cứ việc nói thẳng. Hôm qua ta nghe nói Bối Lạc Gia bắt được một đám dư nghiệt của thiên địa hội. Thiệu Chính bận rộn nhiều việc nên không kịp tới phủ để chúc mừng. Không có, Thiệu đại nhân lại quá lời. Ta có góp sức cho triều đình cũng là việc nên làm thôi mà. Hả? Hoàng thúc quá khiêm tốn. Nhưng mà, tại hạ có một chuyện chưa rõ, xin nhờ hoàng thúc chỉ dạy. Ngài lại quá lời, nói đi. Tại hạ không hiểu, tiêu diệt nghịch tặc thiên địa hội thì có liên quan gì tới chuyện bắt con nít? Bắt con nít? Hoàng thúc không biết sao? Mọi người đang bàn tán xôn xao, nói là Dương phủ phái cao thủ giang hồ đi bắt trẻ con 12-13 tuổi, khiến cả kinh thành lo lắng không yên. Nếu như đây là sự thật, vậy công lao tiêu diệt nghịch tặc của Bối Lạc Gia e là... Có chuyện này sao? Tại hạ nào dám nói bừa, không giấu gì ngài. Có lẽ bây giờ con trai của tại hạ cũng đang ở Dương phủ. Hả? Cái tên nghịch tử này. Người đâu? Kêu tên nghịch tử đó tới gặp ta ngay. Nhiệm vụ chính của chúng ta chính là cứu Nhị Mao ra ngoài trước. Chuyện này cứ để cho ta lo. Ai là con trai của Thiệu đại nhân? Ta. Ngươi là con trai của Thiệu đại nhân? Không phải là ta, chẳng lẽ là ngươi sao? Đi thôi. Đi, nhanh lên. Hai đứa đúng là không biết tốt xấu, thiếu gì chỗ không phá, lại mò tới Dương phủ quấy rối hoàng thúc. Còn không mau tạ tội với hoàng thúc đi. Thôi bỏ đi. Con nít đùa giỡn đừng coi là thật mà ha. Người đâu? Tiễn Thiệu đại nhân và hai vị công tử về phủ. À, không cần đâu. Xe ngựa của ty chức đang chờ ở ngoài phủ. Ha. Thiệu đại nhân. Do nghịch tử ngu ngốc làm việc không chu đáo, đương nhiên chuyện này cũng là vì sợ bọn thiên địa hội bỏ trốn nên mới bắt nhầm công tử, đắc tội với đại nhân, mong là Thiệu đại nhân bỏ qua cho. Không dám. Tại hạ phải đa tạ hoàng thúc mới phải chứ. Đây chỉ là một chuyện hiểu lầm, tại hạ xin phép cáo từ. Tụi con mau theo ta về nhà. Con đúng là đồ xui xẻo hả? Chút chuyện nhỏ mà làm cũng không xong, còn để người ta tìm tới nhà. Con đã khiến A Mã mất hết thể diện rồi hả? Cô làm vậy để truy bắt con trai Trần Cận Nam, nhổ bỏ hậu hoạn cho triều đình. Ngu ngốc. Bình thường A Mã dạy con thế nào hả? Nhi tử biết mình sai rồi. Bắt người là đúng, quan trọng là bắt như thế nào, bắt khi nào, bằng cách gì. A Mã, hài nhi biết phải làm sao rồi. Trời ơi, con làm việc thì phải động não chút đi chứ hả?
Thiệu phủ. Người tên là gì? Cậu ấy tên gì mau? Cha không hỏi con. Cha của ngươi tên gì? Nhà ở đâu? Ta sai người đưa ngươi về nhà. Cha, Nhị Mao là người của gánh hát đó. Vậy thì kêu người của gánh hát tới rước nó về đi. Trời ơi, cha ơi, người ở trong gánh hát bị bắt vào Dương phủ hết trơn rồi. Cha, cha thấy như vậy được không? Bây giờ khuya lắm rồi, cứ để Nhị Mao ở lại đây một đêm, sáng mai con sẽ đưa cậu ấy về nhà liền. Đúng đó cha, bây giờ đã khuya lắm rồi, cha cho Nhị Mao ở lại đây một đêm đi mà. Gánh hát có rất nhiều đứa bé, tại sao con cứ phải dắt thằng bé này về? Cha, Nhị Mao không giống với những đứa trẻ khác. Nó là đứa trẻ duy nhất mà bao nhiêu năm nay Thiệu Dương vừa nhìn đã muốn kết bạn. Đúng đó cha. Cha, cha không biết đâu, con nhìn thấy Nhị Mao thì con mới hiểu được ý nghĩa thật sự của câu cửu phùng tri kỷ thiên bôi thiệu đó cha. Thôi đủ rồi, tối nay ngươi cứ ở lại đây đi. Đa tạ ơn cứu mạng của Thiệu đại nhân. Tôi biết là tôi ở đây sẽ khiến ngài gặp rất nhiều rắc rối. Ngày mai tôi sẽ rời khỏi nơi này. Người của Thiệu phủ có ơn nặng với tôi, sau này tôi nhất định báo đáp. Được rồi, được rồi, mau về phòng nghỉ ngơi đi. Dạ. Ê, đi, đi thôi chị mau. Mau lên. Bối Lạc gia, Hát tứ gia trở về rồi. Nè, ngươi vừa xấu vừa dơ, cút đi. Ngươi vừa xấu vừa dơ, cút đi. Còn ngươi nữa có đúng không? Vừa ốm vừa nhỏ, cút. Cút đi. Cút đi mau lên, cút hết. Một đám ranh con hỉ mũi chưa sạch, cút đi. Còn đứng đây nhìn nữa. Mới chút tuổi đầu không lo học hành, mày đặt theo sư phụ các ngươi làm xiếc, ra ngoài đường la hét ôm xong. Cho các ngươi biết, nếu không phải gặp ta thì các ngươi bị đánh nát mông rồi. Thiếu đại chủ, Thiệu Dương sùng bái anh hùng hào kiệt, khâm phục người trung nghĩa can đảm. Hôm nay có mắt không thấy Thái Sơn, không hề hay biết thiếu đại chủ của thiên địa hội mà ta bái phục đã tới thăm tể xá là tại hạ mắt mù. Thiếu đại chủ, tục ngữ nói rất hay, không biết không có lỗi, xin thiếu đại chủ bỏ qua. Từ nay về sau, Thiệu Dương nguyện bất kể sống chết đi theo thiếu đại chủ. Sau này chúng ta có phước cùng hưởng, có nạn cùng chia. Thiệu Dương, để làm gì vậy? Suốt ngày cứ mở miệng ra là thề non hẹn biển, đừng có quậy nữa. Nhị Mao, tỷ đã trải chăn đệm cho đệ, tối nay đệ cứ ngủ ở đây đi ha. Đi thôi Dương Nhi. Đệ không đi. Đệ lại không nghe lời có phải không? Sao lúc nào đệ cũng phải nghe lời của tỷ chứ? Tỷ phiền phức quá đi à. Thiệu Dương à, đệ. Đây là cuộc nói chuyện riêng giữa đệ và Nhị Mao. Tỷ ra ngoài đi. Tỷ đi đi. Ui da. Đi về. Ôi, đau quá đi.